Xin chào các bạn, chúng mình cùng chơi với những con vật đồ chơi các bạn nhé. Hôm nay chúng mình có cả chiếc ô tô màu đỏ các bạn ơi. Nhưng chúng mình sẽ chơi với bạn rùa này. Bạn rùa đẻ trứng ấy. Đấy, đây là một quả. Chừng nữa rồi các bạn ơi. Bạn rùa này. Bạn đè được 3 quả trứng các bạn nhé. Sẽ để bạn rùa đứng ra ngoài này. Chúng mình sẽ chơi với bạn voi. Bạn voi màu xanh. Rồi các bạn nhé. Bạn voi này. Chúng mình sẽ chơi với bạn thích chơi với bạn gì nhỉ? Mình sẽ chơi bạn ngựa nào. Bạn ngựa này các bạn ơi. Bạn ngựa sẽ lên trên nền phẳng này, bạn chạy rất là nhanh. Đây. Đấy. Chúng mình sẽ chơi với bạn thiên nga màu trắng. Bạn thiên nga này. Bạn ấy bị lọc pin này các bạn này. Chúng mình sẽ chơi với bạn trâu này trước này. Thank you.
bé đi chăn trâu sẽ đứng ở đây. Chúng mình sẽ chơi với bạn cá sấu. Chúng mình sẽ chơi với bạn cá mập baby shark đu 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 đúng không? Cá mập đấy. Bạn cá mập màu hồng. Chúng mình sẽ chơi với bạn tắc kè này. Chơi với bạn tắc kè này nhé. Tắc kè này rất thích bạn bạn trầu. Các bạn ơi, đây là bạn tắc kè. Video của mình đến đây là hết rồi ấy. Các bạn hãy xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Kênh của mình thì chuyên review các con vật đồ chơi dành cho trẻ em ấy, là một kênh rất là bổ ích cho các bạn trẻ và các em bé sẽ rất thích chơi những con vật đồ chơi này, và khi các em bé chơi thì sẽ học và tiếp thu rất là nhanh. Nên mọi người thấy bổ ích thì hãy đăng ký kênh của mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào các bạn.